phật tử chư phật thế tôn có 10 thứ biết hết tất cả pháp không thừa sót những gì là 10 đó là biết hết tất cả pháp quá khứ không thừa sót biết hết tất cả pháp vị lai không thừa sót biết hết tất cả pháp hiện tại không thừa sót biết hết tất cả pháp lời nói không thừa sót biết hết tất cả đạo thế gian không thừa sót biết hết tất cả tâm chúng sinh không thừa sót biết hết tất cả căn lành bồ tát thượng trung hạ đủ thứ phần vị không thừa thừa sót, biết hết nhất thiết trí viên mãn của Phật và các căn lành không tăng không giảm không thừa sót, biết hết tất cả pháp đều từ duyên khởi không thừa sót, biết hết tất cả loại thế giới không thừa sót, biết hết các việc khác nhau như lưới nhân đà la trong tất cả pháp giới không thừa sót, đó là 10. Phật tử chư Phật thế tôn có 10 thứ lực, những gì là 10, đó là lực rộng lớn, lực tối thượng, lực vô lượng lực đại oai đức lực khó được lực bất thối lực kiên cố lực không thể hoại lực tất cả thế gian không thể nghĩ bàn lực tất cả chúng sinh không thể động đó là mười phật tử chư phật thế tôn có mười pháp tràng dũng kiện na la diên những gì là mười đó là tất cả chư Phật thân không thể hoại, mạng không thể dứt, thuốc độc thế gian không thể trúng được, nạ nước gió lửa của tất cả thế giới đều không thể hại được thân Phật. Tất cả các ma, trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người chẳng phải người, tỳ xá xà, la sát, vân vân, dùng hết thế lực của họ. Cùng lúc mưa xuống kim cang lớn như núi tu di và núi thiết vi khắp ba ngàn đại thiên thế giới đều không thể khiến cho tâm phật sợ hãi cho đến một chân lông cũng không lay động phật đi đứng nằm ngồi ban đầu không thay đổi chỗ của phật ở bốn phương xa gần chẳng khiến cho rớt xuống thì không thể mưa xuống giả sử không chế ngự mà mưa xuống thì cũng không làm tổn hại được phật nếu có chúng sinh được Phật gia trì và Phật sai xử, còn không thể hại được Hà Huống là thân của Như Lai, đó là Pháp Tràng Dũng Kiện Đại Na La Diên thứ nhất của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật, đem núi Chúa Tu Di và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, biển cả núi rừng, cung điện, nhà cửa trong các thế giới của tất cả Pháp giới, để vào một lỗ chân lông hết kiếp thủa vị Lai mà các chúng sinh vẫn không cảm giác, không hay biết, chỉ chỉ trừ thần lực của như lai gia bị phật tử bấy giờ chư phật ở nơi một lỗ chân lông giữ gìn tất cả thế giới đó hết kiếp vị lai hoặc đi đứng nằm ngồi chẳng sinh ra một tâm niệm mỏi mệt